Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề chính là Ta yêu nhau tên tiếng Anh là Queer. Phim là sinh viên mỹ thuật năm 2, còn lý do chọn học ngành mỹ thuật vì thích vẽ tranh, công nhận là anh vẽ tranh đẹp vãi linh hồn ạ. Cuộc sống đang yên bình thì Phim gặp phải định mệnh cuộc đời. Một quả bóng bay trúng Phim làm rơi bức tranh xuống đất. Còn cái đứa đá quả bóng đó chính là thanh niên Phum khoa kỹ thuật. Phim và Phum túm cổ áo nhau mà thách thức. Phim bắt Phum xin lỗi nhưng Phum không chịu xin lỗi, thế là Phim cho một đá vào thằng em của Phum. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Chắc thốn lắm. Quay lại câu chuyện, một ngày trước thì Phim đang vẽ tranh chạy deadline cho kịp bài kiểm tra. Cuộc sống sinh viên cơm ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giấc vì phải chạy kịp deadline bài kiểm tra mà còn không biết thầy giáo có cho qua môn không nữa. Thức xuyên đêm vẽ tranh mà cũng chỉ được điểm C thôi. Còn thằng bạn Quy thì khoe điểm A đỏ chót, đúng là thằng đứng đầu khoa có khác. Phim mặc dù bài tập chưa xong nhưng vẫn đi giúp mọi người chuẩn bị cho buổi triển lãm. Lại còn kéo theo thằng bạn thân Quy, cái miệng thì nó than vãn nhưng vẫn đến giúp đỡ. Đang vác đống đồ nặng thì gặp thằng bạn Tan phóng con xe cắp từ năm 1985 tới. Tan rủ hai đứa tối nay đi uống rượu vì có chuyện muốn nói. Hào hứng rủ bạn đi nhậy nhưng lại không được sự đồng tình từ hai thằng bạn cho lắm. Tan gặp Phum đang trên đường về, hỏi Phum đi đâu. Thì đi đón Phang, Tan rủ Phum tối đến quán đàn anh để uống rượu nhưng bị Phum từ chối phũ phàng rồi quay đít đi luôn. Đến tối mọi người tụ họp tại quán nhậu của đàn anh, nhậu say quắc cần câu rồi cả đám gọi taxi đi về. Đang trên xe mà Pim có dấu hiệu nôn ói nên cả đám phải nhanh chóng dừng xe cho nó xả ra đường ngay. Tan thì quay lại cảnh mấy thằng say quắc cần câu, rồi làm trò con mèo giữa đường vậy đấy. Nhìn có giống cái hội nát rượu không? Cả đám về nhà Pim thì nghe thấy tiếng động lạ, còn đang tò mò thì cô Pui xuất hiện với gương mặt đắp mặt nạ trắng lại còn soi đèn pin dọa ma, làm cả đám hét lên muốn bay cái nét BD ra ngoài. Nửa đêm ở một mình mà gặp cảnh này chắc ngất xỉu mất. Rồi cái giường mét rưỡi mà năm thằng to như con voi chen chúc nằm lên, vậy mà cũng ngủ được à? Cái nhóm bạn bè thì luôn có một đứa lắm mồm như Tan, còn Phum thì đang chăm chỉ học tập. Tan dò hỏi Phum tình hình của Phang, tự nhiên cái thằng bạn lại đi hỏi thăm anh mình là có vấn đề đấy nha. Nghi ngờ thằng này lắm. Và quay lại thời điểm khi mà Pim vừa hoàn thành xong bức tranh để đi nộp cho buổi triển lãm, đang cong đít mang tranh đi nộp vì sau 6 giờ là họ không nhận nữa. Còn Phum thì đang đá bóng cùng mọi người và rồi xảy ra cảnh như lúc đầu phim chúng ta thấy đấy các bác, một quả bóng bay tới làm tranh của Pim rớt xuống đất. Đang đau lòng như chó cắn mà cái thằng gây ra hậu quả Phum còn kêu nhặt bóng hộ nó chứ. Tức quá Pim ném ngay một cái dép vào Phum, rồi kêu nhặt dép hộ mình chứ. Thế là hai đứa nó nhảy vào túm cổ áo nhau, Tan phải chạy ra ngăn cản ngay hai thằng bạn của mình. Một bên là bạn cấp 3, một bên là bạn đại học, rồi bây giờ bọn nó bắt mình phải chọn một trong hai. Đúng là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết bẹp. Pim bắt Phum chỉ cần xin lỗi là xong nhưng Phum không chịu. Vậy là Pim quay lại rồi chạy tới cho một đạp ngay vào thằng nhỏ của Phum rồi chạy đi mất. Mấy thằng bạn đứng cùng mà cũng cảm thấy đau hộ Phum luôn ấy. Đá người ta xong thì Pim kêu trời không biết mình vừa làm gì. Chỉ biết tranh thì bị bẩn còn dép thì mất một chiếc. Còn sau cú đá lúc nãy thì Phum đang phải ôm thằng em của mình. Cảm giác vẫn còn thốn lắm. Em đã đau mà thằng anh Phang còn trêu chỗ đó còn dùng được không? Phum bắt Phang phải giúp Phum trả thù. Đúng là chiều em số 1, Phang đồng ý luôn. Bảo xử lý ai mà còn không biết tên người ta. Nhưng khi Phang nhắc tới tháng sau bố về là Phum tắt ngay nụ cười liền. Có vẻ mối quan hệ bố con này có vấn đề nha. Không hiểu cú đá của Pim có sức mạnh kiểu gì mà khiến Phum phải đi bệnh viện. Tan gọi điện ngay cho Pim thông báo tình hình. Hổ báo cáo trồn là vậy mà bây giờ sao rón rén sợ hãi thế Pim. Con nhỏ bạn chỉ hù một cái thôi mà đã giật nảy hết cả người rồi. Phum gặp Tan kêu dẫn đi gặp Pim. Phải thách thức mãi thì Tan mới chịu đồng ý dẫn Phum đi gặp Tan, nhưng phải báo trước là Phum không được làm gì Pim đâu đấy. Và còn phải có điều kiện khác nữa. Cứ nhắc đến chuyện ấy là Pim lại giận hết sống lưng sợ bị trả thù. Đã sợ mà hai thằng bạn còn dọa Phum của khoa kỹ thuật không phải dạng vừa đâu. Pim đụng nhầm người rồi đấy. Còn tưởng được hai thằng bạn sẽ ra tay giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn, nhưng bọn nó từ chối lạnh tanh vậy. Bạn bè kiểu đấy à? Rồi Tan xuất hiện còn kéo theo cả Phum nữa. Vừa đến nơi là Phum hùng hổ kéo tay Pim đi theo mình, Quy thì giữ tay Pim lại. Rồi hai đứa giành đi giành lại Pim vậy à? Cuối cùng nhờ Tan bảo kê Phum đã hứa sẽ không làm gì Pim đâu, nên Quy thả tay Pim ra để Phum dẫn Pim đi. Sợ hãi quá nên Pim xin lỗi Phum rối rít, thấy Phum vẫn kéo mình đi. Vậy là anh Pim chơi cái nét gì kỳ vậy? Túm tóc người ta mà giật, hai đứa cũng không ai nhường ai túm đầu túm tóc nhau mà giật vậy. Phum đưa cái hóa đơn điều trị, kêu Pim phải chịu trách nhiệm. Nhìn cái hóa đơn 200.000 baht là khoảng 137 triệu đồng mà em muốn dối luôn cái tiền đình tuyến. Một cú đá của anh Pim đắt giá ghê cơ. Sao mà đắt thế? Pim còn trêu Phum, hay cái đó không dùng được nữa hả? Nhưng tiền thì không có nên Pim không trả đâu nha. Phum kêu không trả cũng được vậy thì phải bù đắp bằng cách khác vậy. À thì ra là Phum kêu Pim phải làm người hầu cho mình các bác ạ. Vậy là cuộc đời yên bình của Pim đã bắt đầu thay đổi rồi. Ai mượn anh đạp người ta chi rồi bây giờ phải làm người hầu cho Phum. Phum nói, làm người hầu trong 2 tháng thì coi như hai đứa công bằng, không thì Pim phải trả tiền, còn hỗ trợ trả góp 4 đợt nữa chứ. Pim cũng cãi lại, kêu Phum làm hỏng bức tranh của mình thì cũng phải chịu trách nhiệm. Vậy là Phum vênh mặt lên mà nói giá bức tranh của Phum bao nhiêu, anh trả tiền. Đúng là người có tiền, thế là Pim cứng họng luôn. Nhưng Pim nói 2 tháng quá dài nên sẽ đổi thành thời gian khi nào Pim vẽ xong bức tranh thay thế bức cũ. Phum kêu lỡ Pim chỉ vẽ vớ vẩn rồi xong trong 3 ngày thì sao?
Thế này là xúc phạm nghệ sĩ rồi đấy nhé. Bức tranh đó phải khoảng mấy tuần mới xong đấy. Rồi hai bên cũng chốt in xong. Điều kiện là Phum không được nói với ai chuyện Pim làm người hầu cho Phum. Bây giờ bắt đầu công việc luôn. Phum dẫn Pim đi đâu mà Pim còn không biết. Thao thao bất tuyệt trên xe, mà thằng này nó không thèm lọt lỗ tai câu nào rồi còn kêu Pim phiền quá. À thì ra dẫn Pim đi xách đồ cho Phum đi mua sắm ạ. Bị sai vặt cầm đồ cả ngày nên mặt Pim về mệt mỏi rũ rượi nhìn chán đời chưa. Không biết anh Phum đã làm gì Pim đến mức như thế này nữa. Pim ngủ như chó con no sữa mà mấy thằng bạn gọi còn không thèm dậy nữa chứ. Mọi người hỏi Phum và Pim đã nói chuyện gì nhưng Pim nói, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. Nói mãi mà đám bạn còn không tin, tan còn nói người như Phum mà chịu buông tha, Pim dễ dàng vậy sao? À, thằng bạn thân vậy đấy, biết Phum đến kiếm chuyện với mình mà nó còn dẫn đến tìm mình. Quy vẫn chưa tin chuyện Phum bỏ qua cho Pim, Pim vẫn phải nói lại một lần nữa là cả hai đã kết thúc, chỉ thế thôi. Nhưng Phum đá bóng làm tranh của Pim bẩn hết rồi, Quy hỏi Phum chịu trách nhiệm gì, thì Pim nói Phum trả tiền nên mới kết thúc. Không tin được thằng bạn mình cũng nấu ăn ngon phết đấy chứ. À thì ra là mua ở đầu ngõ ạ. Mà năm thằng sao có một đĩa thịt xào thế kia thì ăn no làm sao được nhỉ. Đến cái miếng cuối cùng cũng phải tranh giành nhau nữa. Pim đang trong tiết học vẽ tranh. Đang học thì điện thoại gọi đến. À thì ra là Phum khát nước nên kêu Pim đi mua nước cho mình. Pim bảo không rảnh, nhưng khi nghe Phum dọa sẽ mách lẻo cho đám bạn biết. Thế là Pim phải xách cái đít chạy đi ngay. Cái nết anh Phung ngang ngược thật sự, đang ngồi ở nhà ăn, cách có vài bước chân mà không đứng lên đi mua nước, bắt Pim chạy từ lớp học đến để mua nước cho. Mua một đống loại nước mà thằng này khó ở hay sao đều không thích hết vậy. Nó đang chọc tức mình đây mà. Pim uống ngay ngậm nước ngọt rồi ngay vào mặt Phung. Ăn cơm mà không vui nổi vì cái mặt thằng đối diện, Pim còn lo lắng bị Tan phát hiện, nhưng Phung nói Tan vẫn đang trong giờ học. Phung đòi bóp miệng Pim, đòi đút cho Pim ăn, nhưng tao có tay, tao tự ăn được nhé. Đang đi về thì gặp Tan, thế là Pim phải chạy đi trốn ngay. Còn Tan thì đòi Phum thực hiện lời hứa của mình. À thì ra là Tan đòi tán Phang, anh trai của Phum. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì mày vẫn không phải vũ anh trai tao đâu nha. Tan nói Phum phải rủ Phang đến quán ăn tối nay với Tan. Mọi người lại đến nhậu ở quán quen. Ở dưới thì ồn ào là vậy mà ở trên hai anh Tan với Phum ngồi cùng nhau mà ảm đạm ghê ha. Rồi Phang cũng đến. Phum nói rủ Phang đến quán rượu để thay đổi không khí. Vậy mà cái thằng rủ nó còn không thèm uống rượu luôn. Tửu lượng đã kém rồi mà vẫn uống cho lắm vào. Rồi nhìn cái bộ dạng say xỉn của Pim kìa. Bảo đi về mà lại ra ghế đá ngồi vật vã rồi ngủ gật lúc nào không hay. Tan chạy ra thì thấy cái bộ dạng say xỉn của Pim nên tiến lại hỏi thăm. Phang kêu Phum đưa Pim về, bạn say ngất thế kia thì phải đưa về chứ. Phang nói sẽ về cùng với Tan, đúng như ý muốn của Tan được về cùng Cruz nên Tan kêu Phum đưa Pim về ngay. Đang định đi về thì một bé trai mời Phum mua hoa, kêu không thích hoa nhưng khi bé trai kêu mua cho người yêu ngồi trong xe đi, thế là Phum bỏ tiền mua hết hoa luôn. Lên xe thấy em Pim nằm ngủ ngon lành liền để hoa lên lòng em, cài dây an toàn cho Pim mà nhìn thái độ của anh Phum là giống va phải con đũi tình yêu rồi nhé. Phum đưa Pim về nhà, thanh niên say quắc cần câu không biết gì luôn. Cô Pui nhờ Phum trông Pim, say rồi nói gì mà Phum không nghe rõ, làm Pim phải tiến sát tới. Hai đứa mặt đối mặt nhìn nhau, Pim khen mũi Phum cao, mắt đẹp trai mà sao cái nét khốn nạn vậy. Bị chửi mà sao vẫn cười vậy anh Phum, chắc là thích rồi đúng không? Kết quả của một đêm quậy tới bến hôm qua là Pim vô tư quất một giấc tới sáng với đống hoa bên cạnh. Pim tỉnh dậy liền nhớ lại khoảnh khắc hôm qua với Phum mà bất lực. Con trai mất nét nhậu say quắc cần câu rồi không biết về bằng cách nào, phải đi hỏi cô Pui. Chứ hôm qua say quá không nhớ gì cả, nhưng lại được nghe miễn phí một bài ca cằn nhằn từ bà cô dài chồng nên Pim nhanh chân chuồn đi ngay. Đã vậy đến trường gặp Quy nó cũng hỏi, tối qua Pim về bằng cách nào, nghe xong ký ức với Phum lại ùa về làm Pim ngại quá, chuyển chủ đề ngay. Đúng là có những khoảng khắc làm con người ta nhớ lại thôi cũng đủ mất mặt rồi. Còn thanh niên Phum thì đang phải xin chép bài bạn, Tan mang đồ ăn vặt đến nhờ Phum đưa cho Phang. Phum bảo Tan tự đưa nhưng lại bảo không dám. Đúng lúc đó Phang tới, Phum liền đưa đồ ăn vặt cho Phang rồi nói mình mua, không mất tiền mà lại mang tiếng thơm chứ. Nhưng không sao, một người mất tiền mà ba người vui là được rồi. Phang hỏi tối nay có về chung không nhưng Phum nói tối nay có lịch trình riêng rồi. Thì ra lịch trình riêng của Phum là đi với Pim. Phum kêu Pim chờ trước khoa để anh qua đón. Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước khoa đón Pim lên xe mà làm mấy đứa bạn tò mò không biết thằng này lén hẹn họ ai. Nhà anh Phum giàu thế mỗi ngày đón em bằng một chiếc xe. Phum hỏi Pim ăn gì, nhưng miệng thì kêu không đói, không muốn ăn mà sao cái mắt anh Pim lén nhìn menu làm gì vậy anh, nghiện còn ngại à, rồi cái bụng phản chủ kêu rột rột làm anh Phum cười tủm. Phum gọi Pim đến là để thỏa thuận lại công việc của Pim là dọn dẹp phòng, giặt quần áo và làm mọi thứ theo yêu cầu của Phum. Pim kêu quá nhiều công việc nhưng Phum nói với giá 200.000 baht thì không nhiều đâu. Pim gân cổ lên cãi, thế bức tranh của mình thì sao, cũng mất ăn mất ngủ tốn bao nhiêu thời gian mới vẽ ra được đấy. Phum kêu cứ ra giá đi tao trả cho, Pim bảo 200.000 baht rồi hai đứa kết thúc, nhưng anh Phum cũng lươn lẹo quá cơ, kêu Pim phải làm xong việc của mình thì Phum mới trả tiền nha. Đúng là cái nết tên này phải khiến Pim chửi thằng cờ hó mới vừa lòng, nhưng để đang ở quán nên mới không chửi đấy. Ăn uống xong xuôi muốn về mà nó không cho, Phum kêu phải đi shopping nữa. Người có tiền có khác, đi shopping không cần nhìn giá luôn, chỉ tội anh Pim phải làm người xách đồ thôi, đợi Phum mua sắm mà nằm ngủ luôn ở shop.
Pim kêu khát nước muốn đi mua nước, nhưng mà đến lúc thanh toán tiền thì cái phong cách lề mề nhìn chán quá nên phung ga lăng trả tiền nước luôn. Ấy vậy mà người ta mới ngồi chưa nóng đít mà đã bảo đi luôn rồi, đến cái cốc nước còn chuống được ngụm nào nữa. Pim lẩm bẩm chửi xéo phung mua gì lắm thế, tiền chứ có phải cất đâu, anh phung nghe thấy đây nhé. Phung kêu mình muốn đi công việc nên kêu Pim đợi, nhưng nhìn cái mặt không uy tín chút nào nên Pim đòi đi theo chứ nó lẻn về lúc nào không biết thì sao. Phung lấy lý do mình ngại mang đồ theo, xem anh Phung nói mà không biết ngại kia, nói cứ như Phung mới là người xách đồ vậy. Nhưng chốt lại Phung vẫn kêu Pim ở đây đợi, Phung sẽ nhanh chóng quay lại ngay. Đấy không nên tin bố con thằng nào mà, đặc biệt là lời hứa của đàn ông. Phung ung dung đi về nhà còn để Pim đợi cả tiếng ở khu mua sắm. Đã vậy Pim gọi điện nhưng Phung lại tắt máy, chỉ tội em Pim đợi dài cả cổ. Pim vẫn tin tưởng Phung mà ngồi đợi, còn anh Phung thấy điện thoại 12 thông báo mới thèm gọi lại cho Pim. Nhưng đúng lúc đó điện thoại Pim hết pin không gọi được, Phung còn nghĩ chắc Pim đã về rồi. Nhưng Pim vẫn ngồi đợi đến khi trung tâm thương mại đóng cửa. Về đến nhà thì có điện thoại mà còn tưởng Phung gọi, Pim hỏi biến mất ở đâu mà bỏ tao một mình, nhưng vẫn quan tâm lo lắng hỏi mày có ổn không, bị cho leo cây mà vẫn lo cho người ta vậy. Rồi tiếng Quy bên đầu dây bên kia mới khiến Pim giật mình nhìn lại, nhầm hàng rồi anh ơi. Anh Quy lo lắng cho Pim nên mới gọi hỏi thăm. Pim định nhắn tin hỏi thăm Phung có chuyện gì không mà để Pim đợi rõ lâu, nhưng cuối cùng lại nhắn cho Tan hỏi có gặp Phung không, Pim hỏi Phung có ổn không, Tan nói Phung cười toe toét không biết tâm trạng tốt đâu ra. Giờ đây thì Pim biết mình bị lừa rồi đúng không ạ? Bị lừa cho một cú khá đau, lại còn nhìn thấy bức tranh công sức bao nhiêu bị Phung làm cho bẩn là càng cay cú hơn. Đang tức thì Phung nhắn tin bảo tối Pim đến khoa mình. Đang thong dong đi dạo thì Phung đến đón Pim, kêu phải đi làm nhiệm vụ thôi chứ. Đúng là nhà không có gì ngoài tiền, Phung dẫn Pim về căn hộ của mình mà Pim mắt chữ O mồm chữ A. Phung kêu Pim giặt đồ cho mình đúng lúc máy giặt bị hỏng. Giặt thì giặt, anh Pim dùng chân giặt vậy, giặt thế thì hỏng hết đồ hiệu của anh à? Phung vào ngăn cản Pim, hai bên giành giật nhau thế nào mà ngã vào lòng nhau. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình rồi nha. Nhưng hành hạ nhau chưa đủ, Phung bắt Pim nấu cho mình ăn mặc dù Pim nói không biết nấu, vậy là kết quả cho ra một món ăn mà đến anh Pim còn không ăn nổi đồ mình nấu. Phung hỏi có phải Pim trêu mình không nhưng Pim tức giận nói ai mới là người trêu ai chứ. Hôm qua Phung hại Pim đợi đến khi trung tâm thương mại đóng cửa, bảo làm người hầu nhưng không phải bắt làm gì cũng được nha. Phung phải hỏi lại xác nhận một lần nữa Pim đã đợi mình hôm qua à? Thì bảo người ta chờ thì chờ còn gì nữa. Phung vẫn nghĩ về chuyện Pim đợi mình ngày hôm qua, rồi đi xin ý sự trợ giúp từ bạn bè và lời khuyên chân thành là đi xin lỗi người ta đi thôi. Phung hỏi Quy, Pim đang ở đâu nhưng Quy nói Pim đang tức giận gì đó, chắc đang sửa bài ở đâu đó quanh đây. Phung đi tìm Pim thì thấy Pim đang vẽ tranh, đây là bức tranh là Phung làm hỏng, nhìn thấy có vẻ tranh sắp vẽ xong rồi đấy. Pim nói, sắp không phải gặp mặt nhau rồi, nhưng Phung lại nói có thể nào vẽ lâu hơn một chút được không? Anh bắt đầu sợ mất người ta rồi đúng không? Phung nói Pim có thể tha thứ cho mình được không? Rồi Phung xin lỗi Pim. Nghe được lời xin lỗi mà Pim không tin vào tai mình, phải xác nhận lại xem thằng này có sốt không, mày là thằng nào, không phải Phung mà tao quen lâu nay, tự nhiên tử tế quá làm Pim ngạc nhiên. Phung rủ đi ăn nhưng Pim vẫn còn trêu chọc, nãy Phung vừa nói gì ấy nhỉ? Phung ngại quá không nói gì mà đi luôn. Phung mua cho Pim cốc nước mà còn ngại, lại nói cô lao công vất nhầm nữa chứ. Còn Pim thì mua cơm gà cho Phung ăn. Đang ăn cơm rồi gặp ngay thằng Tan nhiều chuyện, thấy hai đứa ngồi ăn với nhau nhưng với cái đầu óc bã đậu của Tan thì chỉ nghĩ là Pim thích đồ ăn ở khoa kỹ thuật thôi, rồi vô tình gặp Phung ở đây thôi. Tan hỏi hôm qua nghe nói tâm trạng Pim không tốt, Pim nói bị tên nào đó trêu, còn chửi xéo người thì to như con trâu mà hành xử trẻ con vãi. Còn Tan thì nói sẽ vào bốp bốp thằng nào dám trêu Pim. Cái miệng thằng này hoạt động hết công suất luôn vậy, lại chạy sang hỏi Phung món đồ hôm qua mua, Phang có thích không? Phung nói chắc là thích. Phung nghe điện thoại của ai đó nói cần mua đồ gấp. Tan hóng hớt bên cạnh nghe thấy thì mới biết Phang cần đi mua đồ, vậy là Tan nhanh chân chạy đi mua hộ ngay. Pim đòi về làm bài tập thì Phung nói ăn nhanh lên, rồi tao đưa mày đi. Phung đưa Pim về khoa thì gặp cặp đôi Quy và Toe Y đang chơi trò mèo vườn chuột. Thì ra Toe Y cũng quen biết Phung. Toe Y hỏi có phải Phung và Pim là người yêu của nhau hay không mà thấy Phung đưa đón Pim biết. Pim nói không phải, nhưng mà Toe Y nói không phải người yêu thế là gì. Toe Y định ra công viên đi trượt ván rủ Pim có đi cùng không. Đúng lúc đó Pim cũng muốn đi vẽ tranh nên rủ Quy đi cùng. Phung nói tiện đường nên sẽ chở mọi người đi luôn. Trên xe Quy hỏi hôm qua Pim nói chờ ai, còn nói mơ gì đó nữa. Pim nói chỉ là mơ, mơ về con chó nào đó bảo mình chờ xong rồi nó bỏ đi rồi không quay lại luôn, còn tưởng nó chết rồi chứ. Mặc cho anh Phung cố gắng ho khàn cả giọng ngăn cản nhưng Pim vẫn không chịu dừng câu chuyện nói đều Phung. Cho chừa cái tội để người ta đợi, bảo tiện đường chở mọi người đi rồi tự nhiên đi theo người ta làm gì. Pim ngồi vẽ tranh còn Phung thì ngồi bên cạnh nhìn. Người ta vẽ tranh mà cứ nhìn chăm chăm làm bức bối. Phung còn định bảo không nhìn mà thấy thái độ anh Pim cái là Phung ngoan hẳn. Pim thấy thái độ Phung hơi lạ nha. Phung nói do mình cố tình trêu Pim nên Phung xin lỗi Pim. Thế là anh Pim kêu Phung học cách làm người chờ đi, rồi chạy đi đâu mất. Thì ra là Pim đi mua kem cho Phung ạ. Pim còn tưởng Phung sẽ không chờ chứ, thì đống đồ vẽ tranh của Pim còn ở đây mà. Gớm, Phung còn bỏ lại đồ shopping của mình cho Pim được cơ mà. Phung hỏi Pim có thích những món đồ đó không, nếu có thể làm Pim hết giận thì Phung sẽ cho Pim đống đồ đó luôn cũng được. Mọi người chào nhau ra về, Pim định chào Phung về nhưng Phung giữ tay Pim lại kêu mình sẽ đưa Pim về.
Pim hỏi Phung quen biết Tuệ Y à, thì ngày trước Tuệ Y hay bị bắt nạt nên Phung và Phang cùng nhau chăm lo cho Tuệ Y như em trai luôn. Còn không nghĩ Phung biết chăm sóc người khác đấy. Thế là Phung tỏ vẻ quan tâm, nói khi chăm sóc ai thì Phung đều làm hết mình. Ví dụ như cài dây an toàn cho Pim này, rồi xoa đầu khi xuống xe này. Thế này đã đủ ấm áp chưa? Anh Phung thả thính chất lượng quá các bác ạ. Trước khi ra về, Phung vẫn phải hỏi Pim đã tha thứ cho mình chưa. Xin lỗi thêm lần nữa cho biết được độ chân thành này. Nói nhiều lời xin lỗi quá là không thiêng nữa đâu nhé. Nhưng Phung không biết phải làm thế nào mà. Pim nói thì đừng làm vậy với ai nữa là được. Rồi xoa đầu Phung mà khen thằng này tóc mềm. Chắc anh Phung mới dùng dầu gội xuân siêu xuân mật chứ gì. Pim về nhìn bức tranh mà nhớ đến những lời nói của Phung. Chắc là trúng thính của anh Phung rồi đúng không? Bắt đầu tương tư người ta rồi nè. Được Cruz Fang mua bánh cho ăn thế là tan gọi Pim đòi tổ chức ăn mừng. Đúng lúc cô Pui không có nhà nên muốn đến nhà Pim làm loạn đây mà. Pim cũng rủ Quy đến nhà mình ăn mừng mặc dù chẳng biết nhân cái dịp gì, nhưng cứ nghe đến rủ đi nhậu là quận gật đầu luôn. Pim cùng Quy đang về nhà thì Tuệ Y rủ đi ăn, vậy là Pim rủ Tuệ Y về nhà mình luôn. Bảo về để Pim nấu thì thôi không ăn đâu, vậy để quận nấu vậy. Mọi người tụ tập ăn mừng mà không biết ăn mừng vì cái gì nữa. Tan nói đã có người mình thích rồi, chỉ vì thế mà rủ cả đám đi ăn mừng ấy hả? Thôi thì cũng cạn ly vì thằng Tan hết trăng hoa nhé. Đấy nhậu cho say quá cần câu rồi mấy đứa nói nhăng nói cuội, có rượu vào mà anh Pim dám thả thính cả em Tuệ Y của quận luôn à. Tác phẩm của Pim được thầy khen lên miệng, anh Pim cười ngoác tới mang tai rồi, có lòng tốt muốn chờ thằng bạn mà nó còn trêu ngươi mình. Vậy là Pim xách đít đi về luôn. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Phung, vẫn là sự xuất hiện như mọi hôm, khoe mình có ô tô hay sao mà bíp còi làm Pim giật bắn cả người. Phung muốn chở Pim về nhưng Pim nói không muốn, vậy là Phung phải nói quy tắc, Pim làm theo mọi yêu cầu của mình thì Pim mới đồng ý lên xe. Pim đói nên kêu Phung dừng tại quán ăn, thấy mặt anh Phung là biết chưa bao giờ được ăn mấy quán vỉa hè này rồi. Pim order một đống đồ ăn, còn Phung không biết gọi gì nên đành gọi giống Pim. Lại còn trêu anh Phung không biết gọi chứ gì, thì làm gì có menu đâu mà biết. Đến lúc Pim kêu để tao pha gia vị cho mà Phung giành lại kêu tự pha được. Thích ra vẻ nên cuối cùng cay chưa anh, lại còn hết nước nữa chứ. Thấy Phung cay quá mà Pim lo lắng, nhưng anh Pim keo kiệt thế, cho người ta cả cốc nước thì không cho mà chấm một miếng nước rồi đặt lên môi người ta thế kia à. Thả thính thế này có chết con tim không chứ? Đấy quan tâm vậy mà lại bảo tay mày mặn vãi. Pim hỏi Phung là người hôm trước đưa Pim về phải không? Phung ra vẻ không nhớ gì cả nhưng Pim nói người say còn nhớ nữa mà. Đấy Pim nhớ thì hỏi làm gì, xác nhận không phải là mơ rồi nhé. Phung hỏi Pim có nhớ hôm đó đã làm gì không? Rồi Phung tiến sát tới mặt Pim mà tả lại giống như những lời nói và hành động hôm đó của Pim. Tay thì chạm vào mặt rồi khen mũi cao, mắt đẹp, mặt cũng đẹp trai, bốn mắt nhìn nhau như này là chuẩn bị dính lưới tình đấy hai anh nhé. Phim chính là ta yêu nhau tập 1 đến 4 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 5 và 6 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.